hôm nay mình sẽ ra vườn cây ngoài ban công của mình sẽ thu hoạch mầm rau muống và mình sẽ bón phân cho rau muống gieo từ hạt để sao mà nó lên tốt mà chúng ta có thể thu hoạch được nhiều đợt nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thu hoạch mầm rau muống. Rau muống mà mình gieo được 10 ngày này các bạn này. Bình thường thì mầm rau muống mình chỉ cần 7 ngày là mình có thể thu hoạch được, nhưng mà do cái hạt giống này mình để được để khá lâu rồi nên là nó mọc lên khá chậm. Và cách thu hoạch mầm rau muống ấy thì các bạn sẽ thấy là nó dài được khoảng một đốt ngón tay là chúng ta có thể thu hoạch được rồi nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành thu hoạch. Mình sẽ cắt phần. Ăn cái mầm rau muống này khá là ngon các bạn. Nó ăn nó giòn á. Cái mầm rau muống này các bạn có thể trồng mà không cần đất cũng được nhé. Trước ấy mình có chia sẻ cách trồng rau muống mà không cần đất ấy. Mầm rau muống ấy các bạn có thể vào xem. Còn cách trồng các bạn trồng ở đất thì cũng được. Cái mầm rau muống với hạt giống rau muống là khác nhau các bạn nhé. Các bạn đừng có nhầm tưởng là hạt giống rau muống thì chúng ta trồng thì chúng ta không thể ăn thành rau mầm đâu các bạn nhé. Tại vì cái hạt giống rau muống ấy thì nó bảo quản nó cái hạt giống nó bảo quản lâu hơn, mà chúng ta ăn rau mầm là không tốt sức khỏe đâu. Còn chúng ta mà muốn trồng ăn rau mầm rau muống chúng ta phải mua đúng hạt giống mầm rau muống để chúng ta ra trồng nhé. Thì như thế thì nó sẽ đảm bảo hơn. Tại vì hạt giống mầm rau muống ấy thì nó sẽ không bảo quản, nó không bảo quản lâu như như cái mầm như hạt giống rau muống. Ủa, đều rất tốt này. Trồng một chậu này là ăn, nhà bạn nào mà ăn ít thì ăn được 2 bữa. Nên nhà mình thì ăn 1 bữa. Cái mầm rau muống này các bạn xào xào tỏi rất là ngon các bạn, rất là tốt. Tí nữa cái này mình sẽ thu gốc nó, mình vứt đi xong rồi mình sẽ tái tạo lại đất bằng cách là các bạn sẽ trộn ít phân gà, thì như thế chúng ta lại trồng cây khác thì nó lên rất là tốt. Nhà mình ở chung cư nên là trồng rau ngoài ban công để ít rau. Mình mới sửa lại cái vườn cây ấy, nên các bạn có để ý xem các clip khác thì các bạn thấy mình mới dọn đi mấy cái thùng xốp đi cho nó gọn. Các bạn thấy này, thu hoạch được hẳn một rổ rau mầm rau muống luôn. Và bây giờ mình sẽ đi tiến hành mình bón phân gà cho rau muống nhé. Đây là rau muống này các bạn này, rau muống tre. Cái này là hạt rau muống tre, cái này là do hạt rau muống nhé, không phải là mầm nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi cái này là hạt mình gieo lên. Các bạn cứ gieo lên được tầm cao khoảng như này thì các bạn mua cái phân gà hữu cơ sinh học này, cái phân này đã ủ mục rồi nhá. Chúng ta sẽ cái này mình gieo để khá dày một chút, mà các bạn rắc ấy, các bạn rắc mỏng thôi, nhưng mà đừng rắc dày quá nhé, như thế thì nó sẽ bị sót sót dễ, nó sẽ dễ chết. Ta rắc nó mỏng thôi. Rắc cái này thì rau chúng ta lên rất là tốt. Ra rắc như này rồi đến lúc chúng ta thu hoạch chúng ta lại rắc thêm lần nữa. Còn bây giờ chúng ta cứ rắc một lớp mỏng như thế này. Rồi chúng ta tưới nước. Chúng ta rắc một lần nữa nhé. Cho đến lúc mà chúng ta thu hoạch thì chúng ta mới rắc tiếp. Chúng ta không nên bón nhiều nó không tốt. Nó sẽ xót cây và nó chết.
những cái cây rau muống như này là chúng ta tưới, các bạn phải tưới ít nước thôi các bạn nhé. Các bạn tưới nhiều nước quá thì nó sẽ úng, nó sẽ chết ấy. Nó sẽ gãy, nó chết. Rồi, sau khi mình đã vắt phân gà ủ mục xong thì sẽ đưa anh tưới. Mình mua cái này này, tưới này, nó sẽ ra ít nước. Ta tưới đều nha. Chúng ta tưới thưa thưa nước nhá, đừng tưới nhiều quá nhé, nó lại thành rau dễ bị úng. Các bạn làm như này thì rau muống chúng ta lên rất là tốt. Và đây mình sẽ quay qua cái vườn rau của mình một chút cho các bạn xem. Đây là các cây rau đay này các bạn này, mình mua ở ngoài chợ về một cái gốc mà nó cứng cứng ấy, xong bắt đầu mình cắm xuống, mình cắm cái này được khoảng một tuần rồi. Nó đang đợi nó ổn định rễ, khi mà nó lên rễ tốt ấy, xong bắt đầu mình cũng sẽ rắc một chút phân gà lên để cho nó tốt, và bắt đầu mình thêm một lớp đất nữa lên nhá. Và đây mình quay các bạn xem cái cây rau tây của mình. Đây các rau tây này là mình đang lấy ngó này. Cái ngó này là nó sẽ bị rễ răng ra này. Khi nó ổn định rồi mình sẽ bắt đầu mình sẽ tách ra mình trồng. Các bạn nhiều bạn hỏi mình ấy là cách lấy ngó như nào đây, các bạn nhìn nhá. Đây nhá, đây là cái ngó mà nó mọc ra này. Các bạn đợi khi nào ấy mà cái ngó này nó lên ra một đám rễ này, chúng ta sẽ cắm vào sơ dừa, hoặc là chúng ta cắm vào đất trực tiếp cũng được, để chúng ta ra cây. Khi nào nó ổn định rễ thì chúng ta cắt. Đây các bạn xem này. Nếu mà các bạn xem clip trước của mình ấy, mình mới thu hoạch cái cây húng đây là húng quế à. Đây, húng quế này. Mình mới cắt này, mới thu hoạch được tuần trước này. Bây giờ nó mọc lên rất là nhiều. Khi mình mà thu hoạch xong ấy, mình cũng trộn phân gà ở đây, xong rồi mình đảo đất lên một chút, xới đất lên một chút cho nó tơi lên. Các bạn thấy hôm nay rất tốt này. Đây này. Đây mình cũng thế. Đây, mới thu hoạch xong một tuần này. Nên rất là tốt này, rất nhiều cây con này. Và đây là mình đang gieo mầm rau cải này, cây dưa chuột này, và cây đây cây mướp mình đang gieo, để nó đỡ một chút thì mình sẽ đánh ra trồng. Và đây mình quay xem, đây là mình đang gieo rau dền này. Và đây các bạn, cho các bạn xem, đây là cái húng bậc hà này mà tuần trước mình có quay hướng dẫn các bạn trồng đấy, từ cành đấy mình chỉ cần dâm mà thôi. Đây sau một tuần này các bạn thấy không, nó đã lên này, lên rất là nhiều những lá mới này. Và các bạn nhé, các bạn để nó ra nhiều nhánh ấy thì các bạn bấm những cái ngọn này đi nhá, bạn bấm cái ngọn đi, bấm ngọn đi để nó ra nhiều nhánh mới. Thế các bạn bấm như này thì nó sẽ đẻ ra nhiều nhánh này. Chúng ta bấm đi, nó sẽ ra nhiều nhánh con mọc lên. Rồi, đây mình quay xa xa các bạn xem khu vườn của mình nhé. Đây, mình quay qua các bạn xem, đây là cây ớt của mình này. Rau muống mình đang trồng này. Các dâu tây mùa này ra rất là nhiều ngó. Đây cũng là rau mùng tơi mình đang thì gieo từ hạt. Ở đây là rau đay này. Rau đay mình đợi nó ra ba lá to, bắt đầu mình sẽ đánh ra mình trồng. Còn bên đây thì mình đang gieo cũng là mầm này. Đây rau mầm cải này các bạn này. Rau mầm cải trắng này. Mình gieo được 2 hôm rồi. Còn đây là rau mầm hạt ấn dương. Lần đầu tiên mình gieo. Nhưng mà mình thấy là hạt rau mầm này lên khá là chậm. Mà chả hiểu làm sao mà mình thường người ta nói là hạt rau mầm trong 7 ngày thôi, mà cái rau mầm này mình gieo 3 ngày rồi. Và bây giờ nó mới nhú này. Đây các bạn thấy, bây giờ nó mới nhú này. Đây mình trồng vào như này, sau 7 ngày là có 7-10 ngày có thể thu hoạch. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Và các bạn hãy làm mấy chậu cây trồng rau như ở nhà mình rất là vui. Mình trồng ở ban công này, trông rất là vui đúng không nào, trông rất thích. Rồi cảm ơn các bạn.